cái tô không? Có cả người và tôm không chị? Có. Với con tôm này em cho nó bay luôn. Đùa với tao à, giờ nó tao à. Cho vào. Quá trời quá. Hơn cho cảnh nướng thịt đấy nhỉ. Mặc thế là đủ rồi. Không biết lườn cá hồi đâu nhỉ. Từ từ rồi sẽ mang ra mà. Lấy tôm sống mấy em ra cái này. Rồi bắt đi chị ăn. Yên tâm, có hết đây rồi. Ôi giời ơi chị gái trời. Thì bây giờ mình nướng đồ nhiều đồ thì mình phải xếp vào một góc, còn có chỗ thì mình nướng cái khác. Cho chồng ghen tí. Anh ơi chị đi bán đồ chủ yếu bên ngoài đi. Còn bên ngoài chị nhé. Hay là chị có cho một cho giấy bạc không? Cho giấy bạc ạ? À? Thôi cái hồi này nó vụn lắm anh ạ. À. Không có cái nào còn nguyên miếng à? Cho giấy bạc thì nó không. Không nghĩ là nó không còn nguyên miếng rồi, nó toàn cái dùng vụn này à anh? Tập thái hết rồi. Ở miếng này được anh ạ. Ở đây để lại đi anh ạ. Ok, cảm ơn anh. Quá nhờ có đất. Chết giả đấy, chị ấy chiều phụ nữ hết cỡ rồi. Hả? Bỏ chiều phụ nữ hết cỡ. Thank you.
ơi, thôi chị ăn ít thì chị nướng đi nhá. Ừ, tập trung nướng cho em gái ăn, cho em gái đói quá rồi. Nướng quá điệu nghệ chuyên nghiệp luôn.